Thầy phong thủy tiết lộ, đặt muối ở chỗ này, tiền kéo về ào ào như thác đổ, nghèo mấy cũng giàu to. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như mà trong các cái góc độ ẩm thực ấy, thì muối là một cái loại gia vị không thể thiếu để chế biến các món ăn. Thì theo góc độ phong thủy, muối cũng chính là một cái liệu pháp phong thủy rất mạnh mẽ để thu hút cái sự giàu có, sức khỏe và cái may mắn. Và để hiểu rõ hơn về cái liệu pháp trong phong thủy độc đáo này, xin mời quý vị và các bạn hãy dành một chút thời gian để cùng tìm hiểu. Tử Thông sẽ gửi đến quý vị và các bạn những cái thông tin chi tiết và thú vị xung quanh cái câu chuyện đặt muối trong nhà để cầu tài lộc ào đến với gia chủ. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, đặt muối ở vị trí này, tiền tài sẽ thi nhau kéo về như thác đổ, gia chủ nghèo mấy cũng trở nên giàu to. Quý vị đã biết ấy, nhà nào thì cũng có muối, đó là cái điều chắc chắn, bởi đây là cái nguyên liệu nấu ăn rất quan trọng. Chưa kể đến, muối còn phát huy cái tác dụng trong cách làm đẹp hoặc là dọn dẹp nhà cửa, thông tắc bể cống. Muối là cái khoáng chất có khả năng làm sạch và trừ tà. Từ xưa thì ông bà vẫn cho rằng mỗi khi mà dọn đến nhà mới thì chúng ta nên rải muối vào mỗi góc nhà, sáng sau quét đi. Mục đích của việc làm này chính là để hấp thu những cái nguồn năng lượng không tốt tồn đọng trong nhà từ trước đó. Và thật ra ấy, hiểu một cách dễ dàng hơn chính là để gì cho cái bầu không khí trong ngôi nhà nó được thanh lọc. Bởi sau nhiều năm thì ngôi nhà chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều cái nấm mốc, bụi bẩn, không khí sẽ không còn được trong sạch nữa. Còn theo phong thủy thì muối có khả năng hấp thụ cái năng lượng tiêu cực, mang đến cái nguồn năng lượng tích cực, tinh khiết cho chúng ta. Cũng như là gì cho không gian sống của gia đình. Các chuyên gia phong thủy cho rằng các bạn nên đặt bát nước muối ở góc nhà hướng đông nam, tức là cái cung tài lộc ấy, nếu mong muốn tiền bạc của gia đình mình được dồi dào như mong muốn. Còn nếu mong muốn cải thiện sức khỏe của cả gia đình thì các bạn hãy đặt cái nước muối ở hướng đông, tức là cung gia đạo. Cứ mỗi tháng thì thay bát nước muối một lần đó. Thưa quý vị, cái vị trí tốt nhất đặt bát muối trong nhà là cái hướng đông nam. Cái vị trí này cực vượng để đặt bát nước muối. Và sau đây là cách đặt bát muối để xua đuổi cái tà khí cho cả một năm may mắn bình an. Thì đầu tiên các bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng một chiếc bát đựng muối trong phong thủy đó. Sau đó cho đầy muối vào 3/4 cái bát, rồi đặt 6 đồng tiền xếp thành hình vòng tròn trên mặt. Và các bạn nhớ rằng là nên để cái mặt dương, tức là mặt chữ của đồng tiền ấy, nó ngửa lên trên nhé. Tiếp đó là các bạn hãy cho nước từ từ vào và đặt bát nước muối lên một cái miếng vải lót. Trong suốt một năm không che miệng và để yên cùng một vị trí. Quý vị hãy làm âm thầm, không khoe khoang cho những người ngoài biết. Không đụng chạm hay là dịch chuyển, kẻo cái năng lượng tiêu cực nó đã tích tụ sẽ bị tan vỡ. Ngày cuối năm thì quý vị đem đổ bát nước muối ấy đi và không nên dùng lại cái bát với bất kỳ cái lý do gì. Bên cạnh đó, các bạn cũng nên lưu ý rằng nên đặt bát nước ở những nơi mà tiếp xúc với không khí, tránh gì đặt trong cái không gian như là tủ chạm. Bát nước muối sau một thời gian sẽ xuất hiện những cái phản ứng muối và có hiện tượng kết tủa, nó tràn ra cái miệng bát. Chú ý, cần phải tuân thủ đúng những cái hướng dẫn làm cái bát nước muối phong thủy để đạt được cái hiệu quả cao nhất. Đồng thời, hãy đặt nó ở cái gì cung bát quái phù hợp mà không sử dụng quá một năm. Thứ hai là đặt muối trong ví tiền để tài lộc ùn ùn kéo đến. Quý vị thân mến, theo quan niệm vào ngày mùng 1 hàng tháng hoặc là ngày mùng 1 đầu năm ấy, thì người ta sẽ đặt một túi muối nhỏ ở trong ví tiền để cả tháng, cả năm được mặn mà, may mắn. Tiền bạc thì dồi dào. Đặc biệt với những người làm ăn kinh doanh ấy, thì cái chuyện này lại càng hết sức là quan trọng. Không ai chắc chắn là cái yếu tố tâm linh mà muối mang lại. Xong về cái mặt tâm lý thì ai cũng muốn có một tháng may mắn, đúng không? Gặp may mắn đủ đường. Thưa quý vị, tiếp theo là những cái công dụng của muối theo phong thủy. Đó. Thì chúng ta biết ấy, muối là một cái loại gia vị, thì bên ngoài nó phục vụ cho cái nhu cầu nấu ăn, thì cái muối nó còn có rất nhiều cái tác dụng phong thủy khác mà quý vị cũng cần phải biết. Thứ nhất là làm sạch cái không gian sống. Thưa quý vị, cái nhà có mong muốn chiêu được tài không ấy, thì phải sạch sẽ. Để có sạch sẽ, gọn ghẽ ngăn nắp thì thần tài mới đến. Và từ xa xưa ấy, mỗi khi dọn đến nhà mới thì ông bà ta thường dặn nên rải muối vào mỗi góc phòng
đặc biệt là góc nhà, để một ngày rồi mới quét đi. Cách này sẽ giúp hấp thụ những nguồn năng lượng không tốt còn tồn đọng trong nhà từ trước đó. Hiểu một cách đơn giản, không chỉ là để cho cái bầu không khí trong nhà nó được thanh lọc, sạch sẽ, diệt trừ cái nấm mốc bụi bẩn. Rải muối xung quanh ở phía ngoài ngôi nhà hoặc là cửa ra vào cũng sẽ giúp ngăn chặn cái nguồn năng lượng tiêu cực và làm sạch cái luồng khí vào nhà của các bạn. Ngoài ra, muối với cái vị mặn đặc trưng luôn là khắc tinh của các loại côn trùng, nhất là kiến, mối. Những cái gia vị khác như giấm, ớt, bột canh hay là gì, chanh thường giảm tác dụng khi mà gặp nước, nhưng muối thì vẫn có tác dụng tốt. Chỉ cần ngửi thấy cái mùi vị từ muối thì kiến mối sẽ lập tức chuyển hướng khác. Các bạn chỉ cần tìm một góc có nhiều côn trùng hoặc là giữa đường đi của chúng. Đấy, sau đó rải một ít muối theo cái đường đi của chúng, đợi khoảng 30 phút rồi dùng chổi quét sạch muối đi. Ngoài ra, các bạn cũng có thể hòa muối vào nước thành dung dịch bão hòa, sau đó thì xịt quanh nhà, quanh tường để đuổi kiến vào muối. Ngoài ra, quý vị có thể pha một chút nước muối để lau nhà, lau sàn nhà, để nạp cái nguồn sinh khí mới, làm không gian được sạch sẽ để chào đón cái nguồn năng lượng tích cực đến với ngôi nhà. Thứ hai là muối sẽ chống lại cái năng lượng tiêu cực, đem lại cái may mắn, tài lộc cho gia chủ. Thưa quý vị, trong phong thủy, chữa bệnh bằng nước muối là một cái giải pháp phổ biến trong phong thủy để vô hiệu hóa những cái tác động tiêu cực tiềm tàng trong ngôi nhà. Đó. Quý vị đã biết ấy, nói chung ấy, trong hàng năm thì do cái thiên tinh nó vận hành, vậy nên là mỗi cái vị trí ứng với nó sẽ có những cái ngôi sao tốt xấu nhất định. Đó. Thì người ta thường mua một bát muối đong đầy đến tận ngọn, chứ không gạt miệng. Đấy. Vì tác dụng của muối nên là trong gian có câu là gì, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Để nói về cái phong tục tập quán của người Việt trong năm, người xưa quan niệm muối là thứ mặn mà, chống xú uế, xua đuổi tà ma, đem lại nhiều cái may mắn cho gia đình. Mua muối đầu năm cũng là một cái ý nghĩa quan trọng trong cái văn hóa của người dân Việt Nam. Nó mang lại cái sự đậm đà cho các mối quan hệ vợ chồng, cái sự hòa thuận giữa gì vợ chồng và con cái. Có thể nói muối có một cái vị trí rất quan trọng, vậy chỉ đứng sau gạo mà thôi. Thứ ba là tắm nước muối để giải trừ cái vận đen. Nếu là nam giới thì các bạn hãy dùng 7 muỗng muối, nữ giới dùng 9 muỗng, hòa tan vào nước, sau đó dùng nước này dội từ đầu xuống. Theo quan niệm của dân gian, ấy, nước muối này sẽ giúp cuốn trôi đi những cái điều xui xẻo, mọi vận hạn thì sẽ đều được hóa giải một cách nhanh chóng. Thứ tư, dùng muối để tẩy sạch đá quý. Đấy. Đặc biệt là gì? Đá thạch anh hoặc là gì? Các loại đá quý khác. Khi mang các loại đá quý hay là thạch anh vào nhà thì các bạn cần kích hoạt cái năng lượng thổ trong nhà. Các bạn lưu ý, các viên đá với đủ cái hình dạng luôn lưu giữ những cái năng lượng rất mạnh, kể cả năng lượng tốt và xấu, âm và dương. Vì vậy, trước khi mang vào nhà trưng bày, các bạn cần phải thanh tẩy viên đá đấy, bằng cách gì? Cho chúng hấp thu các dạng năng lượng tốt của thiên nhiên. Nghi thức tẩy đá như sau, ngâm đá phong thủy đá thạch anh vào trong dung dịch muối biển hoặc là gì? Muối phong thủy trong vòng 7 ngày 7 đêm, sau đó mang đá ra, tắm trong ánh nắng. Nếu mà có điều kiện thì quý vị mang đá ra biển hoặc là lên núi cao là tốt nhất, bởi vì môi trường thiên nhiên sẽ rất gì trong sáng và tiềm ẩn những năng lượng dương, năng lượng tốt mãnh liệt. Thứ năm là đốt muối để xông nhà. Thưa quý vị, cách làm này mang lại cái sự tinh khiết cho ngôi nhà. Sử dụng cái cách này khi mà các bạn vừa trải qua những cái cơn bạo bệnh, thực hiện ma chay hoặc là gì khi mà dọn nhà đến nhà mới. Do cách này liên quan đến lửa nên là các bạn cũng cần phải hết sức cẩn trọng nhé. Vật dụng bao gồm những thứ sau này. Quý vị mua một chiếc chảo bằng kim loại nhỏ, một chiếc chảo nhôm hoặc là gì muối và rượu mạnh hoặc là cồn. Đầu tiên cho muối vào cái chảo nhỏ, đổ cồn vừa đủ vào sấp mặt cái muối đó. Sau đó quý vị đặt chảo nhỏ vào cái chảo lớn để gì đảm bảo an toàn. Nói chung ấy, quý vị lót đế ở bên dưới để tránh bị hỏng các vật dụng. Quý vị đặt chúng vào cái phòng cần một xu để tách tà khí ấy, bật lửa lên và cẩn thận châm lửa, chờ cho khi muối và cái chất cồn cháy hết. Nói chung 24 giờ sau thì dọn dẹp và mang muối này đổ đi. Quý vị nhớ tắt hết những cái thông báo cháy hoặc là điện đóm cần thiết nhé. Cẩn thận, làm việc này hết sức cẩn thận. Dọn cái khu vực mà chúng ta cần xông sạch sẽ, quang đãng để đảm bảo cái an toàn cháy nổ. Bên cạnh đó, quý vị cũng chuẩn bị sẵn cái khăn lông ướt để dập lửa khi mà cần. Ngay sau khi mà đốt muối xong ấy, thì quý vị hãy mở cửa lớn và cửa sổ để nhà bạn ngập tràn cái năng lượng mới tích cực.
Thì ngoài cách sử dụng muối để thu hút cái tài vận thì quý vị có thể áp dụng cái cách làm này, đó là gì? Kết hợp muối với chanh tươi. Nếu như bạn muốn đuổi cái nguồn năng lượng xấu xa ra khỏi nhà và hút cái nguồn năng lượng tốt để gia đình luôn được bình an, may mắn, các bạn sử dụng một đĩa chanh muối để làm cái việc này. Thứ nhất, dùng chanh muối để thay đổi cái tài vận. Thưa quý vị, nếu trong gia đình các bạn thường xuyên có người bị đau ốm thì nói chung ấy, trong nhà nó sẽ thường tồn tại một cái nguồn năng lượng xấu, khiến cho mọi người trong gia đình gặp cái khó khăn trong việc làm ăn, sức khỏe thì kém, thì các bạn cũng cần phải thay đổi vận mệnh cho gia đình của mình. Nếu các bạn muốn đuổi cái nguồn năng lượng xấu ra khỏi nhà và hút cái nguồn năng lượng tốt để cả gia đình luôn được may mắn bình an, các bạn hãy sử dụng một cái đĩa chanh muối để làm cái việc này. Cách làm như sau: các bạn hãy chuẩn bị một hoặc là ba quả chanh, cắt quả chanh này làm ba hoặc là bốn phần, và bỏ những hạt muối vào bên trong quả chanh. Các bạn hãy đặt đĩa chanh muối này dưới gầm giường của mình để đuổi những cái nguồn năng lượng xấu và hút cái nguồn năng lượng tốt, khiến cho công việc, cuộc sống của các thành viên trong gia đình luôn được bình an, may mắn, thoải mái và đạt được mọi ý nguyện. Theo phong thủy thì quả chanh có khả năng cầu tình duyên và không phải ai cũng biết. Theo đó, nếu bạn đang gặp cái chuyện trắc trở về không được ý muốn, không tìm được ý trung nhân hoặc là hóa giải các vấn đề về tình cảm trong gia đình, thì các bạn có thể đặt một bát đựng ba quả chanh muối dưới cạnh giường. Quý vị nên đổi quả khác khi mà chúng chuyển sang cái màu vàng hoặc màu đen. Cứ như vậy thì trong một khoảng thời gian ngắn thì sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Thứ hai là muối chanh mang lại cái lợi ích không thể ngờ cho sức khỏe. Quý vị thân mến, chanh tạo ra cái mùi hương thơm vô cùng là dễ ngửi, đúng không? Những người mà thường say tàu xe thì dùng quả chanh để ngửi sẽ hết cái cảm giác say xe nôn nao, khó chịu. Cái việc đặt đĩa chanh muối ở đầu giường hoặc là gầm giường, ngoài phong thủy nó còn giúp mang lại cái sức khỏe không ngờ đến cho con người. Cái mùi tinh dầu chanh sẽ giúp thanh lọc không khí, nên đặc biệt tốt cho gan, phổi, tốt cho cái hệ hô hấp của con người. Ngoài ra, cái mùi tinh dầu chanh nó còn khiến cho cái tâm trạng của con người có cảm thấy là thoải mái hơn, dễ chịu hơn, khiến giấc ngủ của chúng ta được sâu và ngon giấc hơn. Đặc biệt, nếu trong gia đình các bạn mà có người cao tuổi hoặc là trẻ nhỏ sơ sinh ấy, thì càng nên làm cái việc này. Bởi muối chanh sẽ giúp làm sạch cái không khí, giúp diệt khuẩn, tăng cường cái sức đề kháng cho trẻ nhỏ và người già. Bên cạnh đó, chanh muối còn có cái tác dụng đuổi hết côn trùng đáng ghét như là gián, kiến ra khỏi nhà của các bạn, khiến cho cái không gian sống của các bạn được gì sạch sẽ, thoải mái, thơm tho. Bên cạnh đó, muối và gạo thì được gắn liền với cái sự sống của con người. Nếu như gạo là cái lương thực, là thực phẩm chính của hơn phân nửa dân tộc thế giới, cung cấp 20% tổng năng lượng cho cái cuộc sống hàng ngày. Thưa quý vị, riêng với người dân châu Á thì gạo lúa chiếm đến 60-70% cái lượng calo của ngày. Gạo cung cấp một lượng tinh bột, protein và nhiều các vitamin khác cho cơ thể, thì muối lại tham gia vào cái việc điều chỉnh cái độ chứa nước của cơ thể, cân bằng cái chất lỏng. Vị của muối là một trong những cái vị cơ bản. Mặt khác, muối và gạo là một cái liệu pháp trong phong thủy mang lại cái may mắn, sức khỏe, tài lộc cho con người. Đặc biệt là theo cái phong tục dân gian ấy, con người thường sử dụng gạo muối để cúng. Cúng muối, gạo đã trở thành một cái tục lệ không thể thiếu đối với người dân Việt Nam. Người dân có câu là đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Theo quan niệm của người xưa, muối có thể xua đuổi tà ma, đem lại nhiều cái may mắn, tài lộc cho gia đình. Trong các lễ cúng thì các Phật tử cũng thường bày gạo muối để cúng chúng sinh. Thứ nhất, gạo muối cũng được cúng chúng sinh để cho các vong linh chúng sinh được no đủ. Thật ra ở thế giới ngã quỷ họ ăn bằng cái âm hưởng. Cái việc chúng ta cúng gạo muối là vì hai thứ đó là căn bản của sự sống với chúng ta. Và gì đó cũng là nói về cái tâm của mình. Muốn cho vong linh chúng sinh được đầy đủ, cho nên trong các lễ cúng thì gì chỉ cần gì cúng một ít gạo muối rồi rắc ra xung quanh là đủ. Thứ hai, cúng gạo muối là để biết ơn. Thưa quý vị, cúng gạo muối là cái cách nhớ ơn đến những bậc tiền nhân đã khai sinh ra cái nền văn minh lúa nước. Giải gạo muối là hai cách hiểu, có người thì hiểu đó là cái cách chia cho cô hồn để thụ hưởng. Cách thứ hai là động tác gieo mùa truyền thống của nền văn minh lúa nước. Thứ ba, quan niệm giải muối gạo qua nhà. Thưa quý vị, rắc gạo muối xung quanh nhà cũng là một cách sau lễ cúng để cho giúp quý vị và các bạn có được cái may mắn xua đuổi tà ma. Thưa quý vị,
Hy vọng với những cái chia sẻ ngày hôm nay của Tử Thông cũng đã mang đến cho quý vị và các bạn những cái thông tin bổ ích về gạo muối trong phong thủy. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.